Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 5 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Tại điểm cầu Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển đã báo cáo những nội dung cơ bản của nghị quyết 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết xác định đội ngũ doanh nhân có vị trí vai trò quan trọng, đây là điểm tương tự nghị quyết 09 nhưng có bổ sung thêm là một trong những lực lượng đồng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Về mục tiêu tổng quát, nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị nêu rõ phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức văn hóa kinh doanh, mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Cũng tại hội nghị Bộ kế hoạch và đầu tư thông qua chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 41 liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam thông qua chương trình hành động của đảng đoàn liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam thực hiện nghị quyết này.